Sếp, sếp có sao không ạ? À? Cô làm cái gì đấy hả? Cô định dằn mặt ai? Em không có. Này, cô bỏ cái vẻ mặt ấy đi nhá. Kìa, đừng mắng vợ như thế, em không sao thật mà. Sếp, sếp cứ để im để em dạy vợ em. Này, cô có làm được không hả? Cô có biết đây là sếp được không? Cô làm cái gì đấy? Tại điện hóng quá, em lỡ tay. Lỡ lỡ cái con khỉ ấy. Cô mỗi cái việc bê thức ăn ra thôi mà cũng không xong. Không biết mở mồm xin lỗi à? Em xin lỗi chị à? Em nhỏ tuổi hơn chị Vi mà. Chị cứ gọi em là em được rồi ạ. Mà em xin phép, em vào nhà vệ sinh một chút ạ. Dạ vâng ạ, chị đi cẩn thận. Đấy, cô thấy nhục nhã chưa hả? Người ta kém tuổi hơn cô, mà bây giờ người ta làm chủ của một công ty lớn rồi. Nhìn lại bản thân của mình đi, có làm được gì ra hồn không hả? Làm đâu hỏng đấy. Này tôi nói cho cô biết nhá, hôm nay hai mẹ con cô nhưng mà phá hỏng việc của tôi nhá là không xong với tôi đâu biết chưa. Khóc cái gì mà khóc, im mồm đi. Cô không bảo nó im mồm đi được à? Thôi bế nó vào trong đi. Nhanh lên. Sếp, sếp thông cảm nhá. Sếp thử món này đi ạ. Anh cũng ăn đi. Chết rồi. Sếp bẻ em. Em cảm ơn ạ. Em không lỡ thử tay sếp bẩn đâu ạ. Em xót lắm. Không mau dọn đi à? Đứng nhìn cái gì? Này, cô dọn dẹp cho nó sạch vào nhá. Chứ mới để còn thừa ấy, nhà trơn. Sếp tôi đi ngã thì cô chết, biết chưa? Em dọn xong rồi. Hai người có gì cần thì gọi em ạ. Nhìn cái bản mặt đã không vui rồi. Cô không cười lên một cái được à? Em xin phép ạ. Vợ với trẻ con. Sếp ạ, em mời chứ. Sếp ăn đi ạ. Chị Vi ơi, chị dọn giúp em nhá. Mà chết, em lỡ ăn hết đồ ăn mất rồi. Không để thừa lại cái gì cho chị. Lát chị ăn tạm thứ khác nhá. Sếp ơi, không sao đâu ạ. Vợ em no ăn cái gì cũng được. Mình ăn cơm xong rồi, ra kia nghỉ ngơi thôi ạ. Dạ vâng. Dạ, đi ra. Sếp ơi, sếp muốn uống nước ấm hay là nước lạnh để em đi lấy với sếp ạ? Uống nước lọc thì hơi tầm thường quá nhở. Em muốn uống nước gì mà có thể giải khát được mà vẫn phải đẹp da ấy ạ. À, thế là nước ép để em đi mua cho sếp ạ. Nhưng mà thôi, ở ngoài trời đang nắng nóng lắm, anh mà đi lại cực da. Hay là anh nhờ vợ của anh đi mua hộ cho. Dù sao thì chị cũng là con gái mà, chị biết chỗ mua hơn. Em quên mất là nhà mình còn một ô sin nữa. Cô Vi đâu rồi? Sao tôi bảo đây? Cô Vi đâu rồi? Dạ, sao thế ạ? Cô chạy siêu thị mua một cốc nước ép về đây. Em đang khát quá, phiền chị đi mua giúp em luôn nhá. Nhưng mà em lại đang dở tay dở mấy cái bát, hay là để em dọn xong em đi mua được không? Hay nhở, đã bảo rồi đi mua là đi mua. Đống bát đấy chưa rửa tí về rửa sau. Rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ, chị vất vả quá rồi. Sao hai người nắm tay thế ạ? Cô đừng có bán nói linh tinh. Nắm đâu mà nắm. Cô đi nắng về hoa mắt à? Anh Phúc nói đúng rồi đấy ạ. Chắc là chị bị say nắng thôi. Chứ em với anh Phúc ngồi đây từ nãy đến giờ còn nắm tay nắm chân gì đâu ạ. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy em... Tôi nói cho cô biết nhá, cô định phá hỏng công chuyện của tôi đấy à? Đây là sếp lớn, là người trực tiếp quyết định là tôi có được lên làm trưởng phòng không đấy. Này, cô mà làm ăn không đến nơi đến chốn nhá, phá hỏng chuyện của tôi nhá, đừng có trách. Biết chưa? Sếp ơi, sếp, sếp sao không ạ? Cái này là nước cà rốt ạ? Thì không ai dặn em gì cả, nên em có thể mua thôi. Chị ơi, chị định hại em à? Em bị dị ứng với cà rốt đấy ạ? Tại vì tôi không biết, thì cô... Không biết thì cô không mở mồm ra cô nói à? Hả? Suýt nữa thì cô hạ chết sếp tôi đấy, cô có biết không? Chị không biết mà, đừng mắng chị ấy. Dù sao thì nhờ có chị Vi mà hôm nay em mới được ăn một bữa cơm ở đây.
Nước ép này làm sao mà có thể giết chết em được? Sếp, sao sếp lại nói như thế ạ? Chút là sao? Sếp đến nhà em chơi là phúc cho nhà em rồi. Mà nhỡ sếp mà có bị làm sao ấy, thì em biết nói với bố mẹ sếp như thế nào ạ? Thôi, em đã nói rồi, em không sao thật mà. Thôi, cô cho tôi xin lỗi nhá. Tất cả là tại tôi, cô đừng trách chồng tôi. Không lại ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Có gì cô muốn mắng chửi, cô cứ mắng tôi đây này. Cô nên cảm ơn sếp tôi đi, bởi vì sếp tôi không làm sao. Chứ sếp tôi mà bị làm sao nhá, cô không đè nổi đâu. Cô kìa, em đã nói là em không sao mà. Cô đấy. Anh ơi, anh lấy giúp em một cốc nước ấm được không ạ? Nước ấm á? Không nghe gì à? Vào lấy cốc nước ấm ra đây. Nhanh lên. Rồi chồng. Sếp ngồi xuống đây. Sếp có sao không ạ? Em cảm ơn. Cái này là nước lạnh mà. Nước lạnh à? Này, cô không hiểu à? Là nước ấm. Nước ấm cô hiểu chưa? Thì nước này cũng... Thôi, để tôi đổi cho cô ạ. Ôi giời ơi. Sếp thông cảm. Cô này, em cảm ơn ạ. Cứ mỗi lần mà em uống phải cà rốt ấy là em lại bị dị ứng xong rồi đau cổ họng. Nên em mới phải uống nước ấm để làm dịu cổ họng đi. Làm phiền anh chị quá rồi. Không sao chị ạ, đấy là chuyện mà cô nên làm mà. Cô Vi, hôm nay cô đem con về nhà ngoại đi, chứ cô cứ ở nhà như thế này ấy, phá hỏng công chuyện của tôi. Đi đi. Chị uống nước tiếp đi ạ. Anh ơi, anh không nên đối xử với vợ mình như thế đâu. Có cô ta ở đây ấy, chỉ làm cản đường hai chúng ta thôi. Cho cô ta đi ấy, cho chúng mình được thoải mái. Anh cũng cả gan thật đấy nhở. Dám lôi hẳn em về đây để hành hạ chị ta như thế cơ á. Em là sếp của anh cơ mà. Nói gì thì cô ta chẳng nghe. Cô ta ấy, đâu còn lựa chọn nào khác cả. Thế hóa ra là vì em là sếp thôi chứ gì. Chứ nếu không á, chắc em cũng chỉ ngang hàng với chị ta thôi nhở. Đúng rồi, à quên. Không phải như thế. Cô ta chỉ là hạt cát ở dưới đất, còn em là ngôi sao tinh tú ở trên trời. Sao mà so sánh với nhau được, đúng không? Anh này chỉ là cái dẻo mỏ thôi. Gặp người xứng đáng anh mới như thế đấy. Thế là em xứng đáng hay là vị trí trưởng phòng xứng đáng? Này, bao giờ em định cho anh lên chức đấy? Anh chờ lâu lắm rồi. Đợi đến khi nào anh hoàn toàn bỏ chị ta rồi, em sẽ xem xét cho anh lên vị trí trưởng phòng nhá. Anh yêu em. Mày làm gì đây à? Anh sao anh lại ở đây ạ? Là tôi mời anh ấy đến đây để thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay đấy. Mày nói cái gì cơ? Còn khốn nạn, mày dám làm thế với tao à? Mày... Cô nghe đây. Tôi sẽ gửi cái đoạn clip này lên cho công ty của cô để cho tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của cô là sếp lớn lại đi giật chồng của người khác. Xem cô ấy còn hoành hoa được nữa không? Chị ơi, em biết là em sai rồi ạ. Em cũng chỉ là con nuôi thôi. Bây giờ cái clip nếu mà lộ ra thì em sẽ bị đuổi khỏi nhà dù không được quyền thừa kế mất. Em xin chị, em biết em sai rồi ạ. Sao? Anh thấy chưa? Anh để cho một con nhỏ nó dắt mũi anh như thế đấy. Anh dắt con bồ của anh về nhà anh hành hạ mẹ con tôi. Tôi sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho cái loại khốn nạn như anh. Tôi làm thế thì làm sao? Hả? Nếu như mà tôi không làm thế thì lấy đâu ra tiền để nuôi hai mẹ con cô hả? Cơ mồ, những đồng tiền mày kiếm được ấy cũng chỉ là tiền ngủ với gái nó có thôi. Dơ bẩn như thế mà mày cũng nói được. Anh nghĩ là mẹ con tôi là đồ để ngáng cho sự nghiệp trai bao của anh đúng không? Được rồi, tôi và anh sẽ ly hôn để cho anh dễ hành nghề nhá. Còn từ bây giờ ấy, tôi cấm anh không được phép lại gần mẹ con tôi nữa. Nếu không tôi sợ là con tôi sau này lớn lên lại biết được cha con loại người như thế nào thì nó sẽ xấu hổ với bạn bè của nó lắm. Chào nhá. Cô nói cái gì cơ? Cô
đừng để tao gặp lại mày.